Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen, cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã chịu đóng đinh, Ngài đã chịu chết trên thập tự, và Ngài đã bị chôn xuống mồ mả 3 ngày, và Ngài đã sống lại. Và Ngài đã sống lại trong sự vinh quang, và Ngài thăng thiên về trời. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện thế cho chúng ta. Và Ngài chuẩn bị một chỗ ở đầy đủ rồi, Ngài sẽ trở lại để đưa chúng ta về với Ngài đời đời. Amen. Và trước khi Chúa Giê-xu về trên trời về, Ngài nói rằng là các con hãy ở trong thành chờ điều Cha ta đã hứa. Amen. Và Chúa Giê-xu Ngài muốn nói rằng khi Ngài về trên trời, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh đến với chúng ta, ở với chúng ta đời đời. Amen. Cho nên có thể nói là Đức Chúa Cha là đã lên chương trình cứu rỗi, và Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện chương trình cứu rỗi, và Đức Thánh Linh là đã hoàn tất chương trình cứu rỗi. Amen. Cho nên thời đại chúng ta đang ở là thời đại của Đức Thánh Linh, và nếu người nào vâng lời Đức Thánh Linh, làm theo lời Đức Thánh Linh, đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, người đó sẽ được bình an và kết quả. Amen. Còn bất cứ người nào mà chống lại là Đức Thánh Linh, không tôn trọng Đức Thánh Linh, không nhờ cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, tôi nói anh chị em chỉ là một tồn vọng. Nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó cạnh tranh, hơn thua và giành giật và sống trong xác thịt. Nhưng nhờ ơn Chúa, từ khích lệ hội thánh của Chúa, chúng ta thiếu tài năng, chúng ta thiếu trình độ, chúng ta thiếu phương tiện, chúng ta thiếu nhiều thứ lắm, nhưng đừng bao giờ thiếu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Roma đoạn thứ 8, như chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta xem lời của Chúa Roma đoạn thứ 8 bắt đầu từ câu 1 đến câu số 10 như sau. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội, sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp làm không nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, về và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm trong được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chân những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chân những sự thuộc về Thánh Linh. Vả chân về xác thịt sinh ra sự chết, còn chân về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì chân về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Sao nếu ai không có Thánh Linh của Đức Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Chúng ta cùng đọc chung câu số 6 của tôi 3 lần. Chúng ta đọc chung câu số 6 3 lần. 2, 3. Vả chân về xác thịt sinh ra sự chết, còn chân về thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Một lần nữa. Vả chân về xác thịt sinh ra sự chết, còn chân về thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Hãy nhìn người bên cạnh. Vả chân về xác thịt sinh ra sự chết, còn chân về thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Buổi sáng hôm nay bao nhiêu người muốn chúng ta khao khát chúng ta ở trong sự sống của Chúa? Amen. Và tôi hỏi bao nhiêu người trong chúng ta khao khát đời sống và kinh nghiệm sự bình an trọn vẹn của Ngài? Lắc vai người bên cạnh là hãy sống theo Thánh Linh, hãy sống theo Thánh Linh. Amen. Amen. Vì Kinh Thánh được chép ở trong Galati thì chúng ta đã biết rồi. Trong Galati đoạn thứ 5 đã nói cho chúng ta biết rằng vả các việc làm của xác thịt đó là rõ ràng là không còn bản tính gì nữa. Ấy là gì? Dã dâm nè, ô uế nè,
lung tuồng này, thờ hình tượng này, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, kẻ lại, bè đảng, say xưa, mê ăn uống cùng các việc khác giống như vậy. Tôi nói trước cho nên như tôi đã nói rồi, những kẻ xấu như sắc thành trong sắc thành đó không hưởng được nước của chúa trời, không hưởng được sự bình an trọn vẹn của ngài, không hưởng được cái sự sống thật trong tâm linh. Mà kinh thánh chép rằng nhưng trái của đức thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiến bộ. Amen. Amen. Cho nên mỗi một người này chúng ta biết rằng Phaolô sau khi truyền giáo và ông nói với người Roma tại đây là rằng trong Roma đoạn 8 là một phát đoạn kinh thánh đem đến rất là nhiều lẽ thật cho chúng ta. Roma đoạn 8 số 1 đó là cho nên hiện nay chẳng còn cái sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu. Ở trong Đức Chúa Giêsu tôi và anh chị em thoát khỏi cảnh đoán phạt đời đời nơi quả hùng. Còn ở ngoài Đức Chúa Giêsu thì sẽ bị đoán phạt đời này và đời sau nữa anh chị em. Cho nên những người nào đã tiếp nhận Chúa, tôi sẽ chúc mừng bạn đã ở trong Chúa Giêsu. Mà bắt đầu chúng ta được cứu rồi. Nhưng mà buổi sáng tôi muốn nói thêm một phần nữa là chúng ta không chỉ được cứu, được thoát ra khỏi cảnh địa ngục, nhưng mà tôi muốn mọi người trong chúng ta hiểu lời của Chúa và phải khao khát mình phải đầy dạy Đức Thánh Linh để kết quả cho Ngài. Tôi hỏi bà Chiêu nè, 12 môn đệ đi theo Chúa trong vòng 3 năm rưỡi đó, họ có kinh nghiệm Chúa không? Họ có ăn cơm với Chúa không? Họ có ăn bánh với Chúa không? Họ có kinh nghiệm Chúa làm phép lạ không? Họ có kinh nghiệm Chúa hóa hình không? Thậm chí họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, rồi ngày ra là cho sóng gió bão tố và yên lặng nữa. Và thậm chí là họ được sai đi để cầu nguyện trừ ma và trị quỷ cho trẻ. Nhưng họ chỉ biết Chúa, họ chỉ tin Chúa, họ chỉ thấy phép lạ của Chúa và họ kinh nghiệm những dấu kỳ lớn lao của Chúa trên đời sống của họ. Nhưng Kinh Thánh bảo rằng họ chưa đầy dạy Đức Thánh Linh. Vì bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống một cách đầy dạy. Vì trong thời kỳ cựu ước là bây giờ Đức Thánh Linh chỉ đến với những con người đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chứ Đức Thánh Linh không ở với con người đời đời. Cho nên dù Phi-e-ra có thể đi trên mặt biển với Chúa, Phi-e-ra có thể thấy Chúa hóa hình, Phi-e-ra có thể kinh nghiệm Chúa làm cho La-sa-rơ từ kẻ chết sống lại, nhưng trong lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh, trong lúc mà Chúa Giêsu bị bắt, Phi-e-ra vẫn chối bỏ và nói là tôi không biết Ngài là ai. Không phải chối một lần mà chối mấy lần quý vị? Ba lần. Mà chối trước một người nào? Thậm chí là một đứa đàn ông gái bình thường nữa. Phi-e-ra vẫn chối bỏ. Vì sao? Ông sợ sự chết. Ông Mác có thể là bỏ áo ngoài để chạy trốn. Và Giu-đa Iscariot sẵn sàng bán Chúa có bao nhiêu? 30 nén bạc để lấy trục lợi cho chính mình, bán đi Chúa sự sống. Vì sao? Vì họ chưa được đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhưng sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài ở với các môn đồ thêm 40 ngày, Ngài dạy dỗ, Ngài nhắc nhở, Ngài huấn luyện. Sau thì Ngài, trước khi Ngài bay về trời thì Ngài bảo ở trong Luca đó là các con hãy ở trong thành chờ điều cha ta đã ước. Chúa Giêsu Ngài bảo các môn đệ là các con muốn kết quả, các con muốn thành công, các con muốn có một đời sống làm sáng danh thì các con phải chờ điều cha ta đã ước. Đó là gì? Các con không tự sức mình làm việc này việc kia được, nhưng các con có thể làm được khi có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh các con ạ. Nhưng một số người nghe nhưng mà không tin, hoặc có số người tin mà không chịu làm theo, cho nên đời sống vẫn ở trong sự lo lắng, bất an, sợ hãi và không kết quả. Và 120 môn đồ cùng với một số người phụ nữ, họ về thành Jerusalem, họ ở nơi thành đó, họ chờ điều cha đã hứa. Và quý vị ơi, họ biết được rằng Chúa ơi, con đã từng kinh nghiệm Chúa, con đã từng thấy phép lạ của Chúa, con đã từng phục vụ Chúa, trải ra đi theo với Chúa,
nhưng đời sống con vẫn có những sự yếu đuối, đời sống con vẫn có những điều làm Chúa buông lòng. Bây giờ con tin vào lời hứa của Ngài, để biết con ở đây chờ thì con không biết chờ để được cái gì, nhưng con cứ chờ. Và họ chờ, họ cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Tại phòng cao đó Đức Thánh Linh đã giáng xuống. Amen. Amen. Từ một Phi-e-rơ yếu đuối, từ một Simon cái sảy có sự lung lay, cái sảy có sự nhút nhát, cái sảy có sự chối bỏ Chúa, trở thành một viên đá Phi-e-rơ mạnh mẽ, đứng ra giảng một bài giảng, 3.000 linh hồn tiến dành Chúa Giê-xu. Tôi đang nói về sự khác biệt giữa một người đi theo Chúa và một người đầy dạy Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đi theo Chúa. Tôi biết quý vị thấy bài giảng của chúng tôi, một bài giảng chúng tôi thì chưa giảng được một bài giảng 3.000 người tin Chúa, nhưng mà vài trăm người tin Chúa tôi đã giảng rồi. Vài trăm người mà độ khoảng chừng 300 người tin Chúa tôi đã giảng những bài giảng đó rồi. Nhưng mà sau khi tin Chúa, một số người vẫn bị yếu đuối, thậm chí còn quay lại giống như sống như người thế gian nữa kìa. Vì sao? Vì chưa kinh nghiệm sự đổ đại hà chìm ngập cái lạc, được báp tên trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi không có ý gì cả, nhưng mà với cái kinh nghiệm của tôi, bất cứ một hội thánh nào, hoặc là vị mục sư nào, hoặc là con người nào mà tôn trọng Đức Thánh Linh, nói tất cả mọi việc đều dâng vinh hiển cho Chúa, bước đi trong sự chuyên nhường, tôi thấy con người đó đầy kết quả và đầy cái sự mà bông trái của Đức Thánh Linh. Amen. Còn những con người mà luôn khoe khoang, luôn háo hức chỉ về những cái khả năng, trình độ, hiểu biết của mình, nghe biết hồi nó ngán lắm anh chị em, nó tét nha, nó khô. Anh chị em ơi, hãy tôn trọng Đức Thánh Linh. Amen. Một sư Gai Hoạt Ban Kỳ có kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về gia đình của ông, là gia đình là Baptist, và gia đình ông thờ phượng Chúa, ông nội ông là ba ông chứ mấy đời, mà gia đình của ông có thờ phượng Chúa, mà hội thánh chỉ nhóm lại trong vòng 30 người hoặc là 40 người thôi, không thể nào qua con số đó được. Nhưng mà ông cảm thấy mình tiếp tục đi theo một của Chúa là điều tốt, mà ông cảm thấy rằng còn thiếu cái gì đó. Tại sao cả hàng triệu người mà hội thánh chỉ có 30-40 quà như vậy? Và ông khao khát một điều gì đó. Và cuối cùng, một sư đoàn học Ban Kỳ đã được người ta giới thiệu về báp tên trong Đức Thánh Linh. Bước đầu ông cũng thấy khó chịu, nhưng mà sau đó ông đã được tôn đổ và được đầy dạy Đức Thánh Linh. Ông đã bước ra thánh đồng truyền giáo ở tại Phi Cao. Ông không phải đem hàng trăm người tin Chúa, hàng ngàn người tin Chúa, mà thậm chí có thể nói hơn quá đáng là ông đem cả hàng triệu người linh hồn trở lại với Chúa. Quý vị có coi được phúc âm của đoàn học bên kia không? Và cảm ơn Chúa, điều khác biệt là gì? Cũng là một phi-e-rơ mà trước khi chưa được đầy dạy Đức Thánh Linh, chỉ là chạy xa xa, chối bỏ Chúa, rồi cản Chúa được thập tự, rồi đi theo người khác thế này kia. Nhưng mà sau khi cũng phê ra đó mà được báp tên Đức Thánh Linh là gì? Ông đó là gì? Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Và ông tuyên bố rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì Đức Trời này chẳng có dân sư nào để chúng ta nhờ đó được cứu, ngoài đó là danh Chúa Giê-xu Christ. Và ông hồi Chúa cho đến nỗi mà ông sẵn sàng chịu đóng đinh. Ông đóng đinh cũng được đó, chết. Nhưng mà đừng có đóng đinh giống Chúa, hãy đóng đinh được tôi đi, tôi chết cũng được đó. Tôi chết về thể xác thì cũng được, nhưng tôi khao khát chức vụ tôi, công việc tôi được lo gì mà đem cả hàng trăm hàng ngàn người trở lại với Chúa, điều đó cũng đáng giá cho tôi rồi. Cho nên nhân danh Chúa Giê-xu Christ, buổi sáng nay tôi muốn khao khát chia sẻ điều này cho hội thánh của Chúa, hãy khao khát được đầy dẫy trong Đức Thánh Linh. Những ngày lễ cuối tuần, chúng ta biết là đến ngày lễ cuối tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ, và thần linh có những tiếng gió thổi đến ào 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 đầy khắp nhà môn đồ. Và quý vị biết rằng đang lúc mà trước đó là họ ăn ở trong sự mà ngột ngạt, căng thẳng, mệt mỏi, giống như Việt Nam mình mấy ngày qua mới sáng là mồ hôi quá hết trơn rồi, đi đến đâu rồi tới đâu cũng nóng hết, sắp gì mà gì, sắp gì mà đi từ phòng này qua phòng kia, mà phòng này có cái lạnh, phòng kia không có cái lạnh á, đó là sắp gì cái lạnh á, nó có gì sắp gì chứ. Rồi là con Mỹ con tức dậy con nói là Chúa ơi sao con rời nhổ mua con thấy nó nắng quá, nó nắng quá, rồi cái gì nó cũng nóng hết, nó
nó chỉ là ám đạo đến mức độ mà quý vị biết rằng chúng tôi đi lên trên đất đá khác, nó khô đến độ mà không có miếng nước nào, cây cối nó khô cằn hết, mấy con bò nó ốm nhiều lắm nhá, nó còn hơn trong thời kỳ 7 năm mà căng thẳng của ông Joseph nữa, ốm quá chừng ốm luôn. Khi chúng tôi trở về nơi ở dưới Gò Công, quý vị có tin không, có miền sông nước mà đi xin từng canh nước, miền sông nước mà đi xin từng canh nước, thùng nước để sử dụng. Chỉ mỗi cây cối chết, người ta khô khan ngốc hết. Chúng tôi làm bắp tê, đi mua nước thì làm bắp tê. Một số cứ nghĩ đi, tôi về Bến Tre, miền sông nước mà đi mua nước thì làm bắp tê. Tôi không thấy gì khi xe ra nữa, nó khô đến mức độ như vậy. Rồi chúng tôi đi qua Campuchia, chúng tôi truyền giảng, họ nói chưa bao giờ chúng tôi đói như lúc này xưa. Mấy đứa nhỏ thấy tôi tới cái đầu Chúa Giêsu xuống rồi. Họ tôi đang nói nghiêm túc á, nó chào Chúa tới, Chúa tới là Chúa xuống làng rồi, chào được quen là Chúa xuống làng rồi, cái Chúa xuống làng là nó có chào anh, Chúa xuống làng là có những bài hát, Chúa xuống làng là nó có những cái niềm vui, sách vở chúng tôi mang quá chừng luôn, ông cảm ơn Chúa. Và quý vị biết rằng đang khô cằn lá hạn hán, tôi cảm ơn Chúa ngày hôm qua ở tại Sài Gòn đã có cơn mưa. Sáng nay mở mới là sơ sơ cũng mát, không dám mở mắt xuống đúng không, tôi coi bao nhiêu không dám mở mắt xuống, nếu mở mắt xuống thì chịu không nổi đúng không. Nhưng mà mấy ngày trước mở mắt xuống vẫn nóng, tại vì sao chúng biết là một sư canh nó ổng nóng lắm nè, nếu mà thời tiết nóng yêu rồi chắc vô ổng chịu nổi rồi, cho nên Chúa đưa ổng về cách đây 2 ngày, hôm nay thời tiết đã mát rồi. Năm sau thời tiết đang nóng vậy, một sư canh về sớm một chút nhiều nè. Và quý vị biết là họ đang ở trong sự khô cằn hạn hán mệt mỏi như vậy, cơn mưa đến giống như là cơn mưa vàng quý vị. Những vùng trên vùng cao á, họ đang cà phê tiêu rồi điều rồi những hoa màu đang trồng nó khô cằn hết, chỉ cần một cơn mưa xuống bà con nông dân đó đỡ tốt cái bạc triệu, quý vị tin không, tưới nước câu cá rồi cá nó chết hàng loạt luôn, nhưng mà cơn mưa xuống đã làm tươi tỉnh tất cả mọi sự. Và tôi đang tưởng tượng là trong công cuộc các sứ đồ bây giờ họ đang ở trong mùa hạn hán, đang khô cằn, đang sự sợ hãi, đang sợ người dân Giuđa, đang bối rối, đang bất an như vậy. Một cơn mưa nó tới lên giáng xuống, thình lình có tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Ai nấy đều thấy lưỡi mình rừng rạc, từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đầu trên mỗi một người. Và cái thứ bảo rằng hết thải được đầy dậy Đức Thánh Linh. Sống với con người đại diện Đức Thánh Linh á, dễ thương lắm, dễ thương lắm. Có gì mà nói giống như sư phong. Dạ cảm ơn Chúa. Cũng nhiều người ca phục của Chúa, nhưng mỗi lần tôi gặp thì sắp thấy sao tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng. Không, con có sao tôi nói được vậy. Có nhiều người là chẳng có cái lại ca sĩ họ là nó bóng bóng sao tôi nhẹ nhàng. Trai mà nó bóng kỳ đó. Không, trai là anh trai đi đúng không? Gái là gái đi. Thì dù ca sĩ có lẽ cho nó nhưng mà cũng là người con cái Chúa thôi. Cho nên mình hát thì mình hát hết lòng. Nhưng mà trai thì ra trai, mà gái thì ra gái. Đúng không chị em? Bởi vì sao có vợ có con đàng hoàng nha. Thế nên là mình biết là mấy người mà đầy dạy Đức Thánh Linh á, đi đến đâu người ta cũng thấy thân thiện gần gũi và nhẹ nhàng. Còn mấy người mà chen thẻ lắm, gặp sao mà nó mệt ghê vậy á. Anh chị em muốn sống gần những con người đầy dạy Đức Thánh Linh hay quý vị muốn sống với những con người đầy dạy sắc tình? Amen. Có một cái câu chuyện của một vị đệ tử của Chúa, ông này tên là ông Kenneth Hagin, và ông kể rằng có một hội thánh kia và có những người phụ nữ rất là yêu mến Chúa và khao khát của sự cầu nguyện, và hội thánh rất là mạnh mẽ và phước hạnh và phấn hương rất là tốt. Nhưng mà sau đó thời kỳ đó thì ông mục sư đó hết nhiệm kỳ và phải chuyển đi chỗ khác và đưa ông mục sư khác đến để mà kế nhiệm quản trị hội thánh.
Nhưng ông mục sư tới này thì ông này ông khó lắm, ông nguyên tắc lắm. Cho nên ông cho người phụ nữ đi cầu nguyện, ông cho cầu nguyện và ông bày tỏ một sự khó chịu khi những người phụ nữ cầu nguyện và ông cấm. Và ông Kenneth Hagin bảo rằng sau thời gian đó, từ chỗ một thánh đang mạnh mẽ phấn khởi tươi mới, nhiều người tin Chúa phước hạnh, sau khi cấm những người phụ nữ cầu nguyện, hội thánh từ từ khô làm, chia năm xẻ bảy và cuối cùng hội thánh trở nên vô cùng yếu đuối. Điều tôi đang nói, hãy tôn trọng Đức Thánh Linh. Amen. Hãy bước đi theo Đức Thánh Linh, đừng làm trộn những điều ưa muốn của Satan. Amen. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Ai giúp cho chúng ta buông tha chúng ta khỏi sự tội và sự chết? Chúa nào? Chúa thế nào? Chúa Thánh Linh. Amen. Nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta đọc câu số 2. Dũng là chỉ có số 2, chúng ta tập trung một cách mạnh mẽ hai ba. Vì luật pháp của Thánh Linh đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Luật của Thánh Linh là luật của sự sống. Qua Chúa Giêsu Christ đã buông tha, giải phóng tôi và anh chị ra khỏi cái luật của tội lỗi và ra khỏi luật của sự chết. Amen. Vì lý do đó chúng ta nghe bao nhiêu câu chuyện kể trong một tháng, chúng ta cũng có một số người tại sao trước đây họ bị nghiện ngập mà đến nỗi họ đi cai hết trường này đến trường kia, hết chỗ này đến chỗ nọ, hết tiền hết bạc, cái gì cũng hết, nhưng mà xì ke vẫn còn, nghi học vẫn còn, nhà hết, đất hết, tình cảm huynh đệ mẹ con như là phụ tử mất hết, rồi mất hết tất cả danh dự, mất cả nhan sắc, mất hết, cái gì cũng mất mà xì ke vẫn còn, đời sống họ khổ vậy. Nhưng sau khi họ tin Chúa, họ cai nghiện bằng lời ca tiếng hát, họ có cái nghiệm bằng miệng và thờ phượng Chúa và đọc kinh thánh. Đức Chúa Trời đã biến đổi những cái tên mà xăm mình hung hăng giết người trở thành người hầu việc Đức Chúa Trời. Đó là công việc của ai? Đức Thánh Linh. Tôi xin lỗi, một số người bên truyền thống họ bảo rằng chúng tôi là đầu thì không vết cho mấy ông tư gia cho lắm, hát thì hát hoài mà mấy ông tư gia này có gì kỳ kỳ vậy? Nhưng chúng tôi có thừa nhận các người già đấy kỳ kỳ vậy mà ông làm những chuyện ghê á, ông làm những chuyện ghê á. Chúng tôi cũng muốn giúp chị kè giống như vậy nhưng không được, tại vì sao? Họ làm trong khả năng của họ, họ làm không đủ. Nhưng những người bên âm tứ họ hạ mình xuống, họ nhờ nơi Chúa giúp họ làm được, để cho biết rằng ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng bởi năng lực, bèn là bởi thần của ta. Cảm ơn Chúa. Đêm hôm qua tôi có mời mục sư Hồ Tấn Khanh đến chúng tôi đến thăm địa phương quận 12. Và mục sư đã nghe những câu chuyện của ở dưới đó, từ những con người bình thường, không địa vị, không chức danh, không có được nổi tiếng gì cho lắm, nhưng vì kính sợ Chúa, tin vào Kinh Thánh đã giúp cho biết bao nhiêu đứa trẻ, từ những đứa trẻ mà từ những nơi gọi là bụi đời, rồi những đứa ở phòng trọ bình thường, bây giờ đã trở thành những người ca ngợi và thờ phượng Chúa. Amen. Điều này là không phải là bởi công đức khả năng trình độ của chúng ta, hay là bởi Đức Thánh Linh. Bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chị em ơi, để thoát được khỏi tội lỗi, chúng ta hãy nhờ cái sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Amen. Hãy nói được bên cạnh bạn muốn hết giận và hãy nhờ cái Đức Thánh Linh. Bạn muốn hết khi đáng bạn hãy nhờ. Bạn muốn không còn ở trong sự kiêu ngạo, bạn hãy nhờ cái Đức Thánh Linh nữa. Amen chị em. Và mà muốn đời sống của bạn tươi mới, hãy giờ cậy Đức Thánh Linh. Thậm chí là bạn muốn bài hát của bạn được sự sức giàu, hãy giờ cậy Đức Thánh Linh nữa. Tôi nghe có nhiều người hát rất là hay, hát rất là hay, đời rất là giỏi, nhưng mà mang tính cách biểu diễn. Tôi nghe thì biết cái gì mà nó biểu diễn hát làm sao cho mọi người bắt đầu chú tâm về giọng ca của mình, thế rồi hát làm sao cho mà mọi người biết được cái khả năng âm điệu của mình, hát xong nó trơn trẻn lắm, ngầu dân sự chứ ngầu gì. Nhưng mà có những cái người hát và nhờ cậy Chúa, hát xong dân sự chứ hả hoa mày nữa nè, chưa hát thì vỗ tay rồi, người ta còn hát nữa một chút thì vỗ tay nữa, và có sự thỏa lòng. Có sự khác biệt những ca sĩ đầy dạy Đức Thánh Linh và ca sĩ hát trong sự biểu diễn. Và cuối cùng thì các bạn chơi về âm nhạc cũng biết rằng sẽ có sự khác biệt giữa những con người chơi nhạc để thờ phượng Chúa và chơi nhạc để biểu diễn. Và cũng có những mục sư dạ để cho người ta tôn vinh mình
và có những vị mục sư giảng để người ta đầu phục nơi Đức Thánh Linh của Chúa. Cho nên anh chị em ơi, muốn chiến thắng được chúng ta chỉ nhờ cậy Đức Thánh Linh mà thôi. Các phai người bên cạnh, từ việc lớn cho đến việc nhỏ hay nhờ cậy Đức Chúa. Amen. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ hãy nhờ cậy Đức Chúa. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ hãy nhờ cậy Đức Chúa. Amen. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn hãy nhờ cậy Đức Chúa. Thật sự như vậy, tôi nói với anh chị em như thế này. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ Y Sắc Thái một vài điều. Khi chúng tôi xây nhà thì người ta bảo rằng là anh mua giùm tôi để chuối chứ cái mấy cái nhà có gì vậy. Luật của chúng tôi làm trước khi làm là phải trúng địa trên này nọ nhờ kia rồi mới làm được chứ thôi được chết á. Tôi nói không, chúng tôi là người tin lành, làm việc gì chúng tôi cứ nhờ cậy nơi Chúa của chúng ta. Và quý vị biết rằng từng công trình chúng tôi làm ở đây, làm ở Long An, làm nhiều nơi, chúng tôi chỉ xuất phát từ một lời cầu nguyện chân thành của Chúa. Chúa cho từ khi xây dựng cho đến kết thúc không có một tai nạn nào. Cái này là cái quan trọng nè, xây dựng xong mà không thiếu nợ đồng nào cái đó. Có nhiều người xây cho cố cho to lên, xong một đống nợ đem giấy tờ tầm ngân hàng, rồi ngân hàng rồi mới đón mới là mệt đó, đón mới là mệt đó. Cho nên hãy nhờ ơn Chúa, nhờ cậy Đức Thánh Linh để khỏi đổ nợ. Các bạn đừng cần nhờ cậy Đức Thánh Linh để khỏi đổ nợ. Ngoài việc xây dựng còn nhiều việc khác lắm. Tôi có làm chứng cho anh chị em, vừa rồi chúng tôi định đi Campuchia. Chúng tôi có ước nguyện của một người để chúng tôi dẫn đi lên chương trình hết, gần đến giờ đi rồi. Mà thật sự chúng tôi vẫn chưa có được bao nhiêu cả. Mà quý vị biết rằng họ nghe chúng tôi qua thì máy vô làm đó, họ đã ngóng đang chờ. Và quý vị biết rằng thế là đến ngày chúng tôi quyết định đi lên chương trình liền, thầy tự nhiên bước tới đâu nhờ cậy Chúa và Đức Thánh Linh đã giúp đỡ cách nào đó. Chúng tôi đã mua hơn 2.000 ký gạo. Mỗi nơi 1.000, hai nơi là 2.000. Ngoài ra cho thêm những người lẻ tẻ, những người đến mà không có phiếu đó, chúng tôi cho thêm rất là nhiều. Và viết vở cho hơn cả 100 em. Bánh kẹo 2 vali đủ luôn. Anh chị em, những hoàn cảnh có những con người bên nó dễ thương lắm. Người ta hỏi về mục sư rồi, sao mà ông nít cái đau mà buông mục sư dữ vậy? Tôi kể cho nghe. Có cái gì cho tôi vậy? Hỏi sao vậy? Có bầu 7 tháng rồi. Hỏi chồng gì đâu? Nó bỏ đi lấy vợ khác rồi. Rồi chị mấy đứa con? 6 đứa. Đứa này đến 7. Rồi thấy ông kia cái bố bự nói vậy, ông nói tôi không có phiếu giúp cho tôi để nói cho tôi cho. Rồi chúng tôi cầu nguyện xong, có cô Hiền tới làm chứng để hướng dẫn ông tiếp nhận Chúa. Hỏi dạ chú, nhà chú gần đây chú được bao nhiêu người con? Chú có 21 đứa con. 21 đứa con. Trong từ buổi này mà để được 21 đứa, giỏi quá. Khi sang 2 đứa đuối rồi. 21 đứa. Rồi chúng tôi cũng phải như vậy, cái cầu quốc phải giúp cho một số, giúp xong xuôi để năng đỡ khích lệ. Mình cũng cho, cũng chẳng qua là đỡ nghẹt thôi chút xíu chứ còn không thể là lo hết 21 đứa nữa đâu đâu. Chưa hết, mấy hạ đi dẫn đi vòng đi thiệt là xa. Đi vô kìa, vô ngay cái trạm bên trai. Và bà kìa mà hú kìa, 6 đứa rồi buồn. Bà này cũng 6 đứa còn. Rồi Thiên Hà kể là chú Phong ơi, gia đình này rất là đặc biệt cho nên mình phải cầu nguyện rồi mình chia sẻ. Thì sau khi hỏi sang người con, người này đã 6 đứa con mà ông chồng làm ăn sao, nợ nần sao, bây giờ bị người ta bắt đi luôn rồi. Ta bắt ông chồng đi luôn. Và chỉ ở trong vườn ve chai không phải là của mình, đi lượm ve chai mà được, lượm ve chai thuê nữa. Đã đi lượm ve chai rồi mà đi lượm ve chai thuê rồi. Đời mà nó là nó tàn á. Có nghĩa là gì, cái người chủ đó họ thầu cái vườn ve chai này, họ thuê những người đi lượm ve chai này, rồi họ cho ăn qua ngày đó. Wow. Để nuôi 6 đứa con thì không có chỗ ở, phải ở trong tấp lều đó. Chúng tôi thấy cầu nguyện rồi chúng tôi chia sẻ. Rồi hỏi sao vậy? Hồi nãy nó cũng chạy bộ lên tới trên chỗ đó, nó xin gạo của một xôi đó. Mình thấy nhiều lúc ở Việt Nam đưa mình gạo mà không được ngon, nó thôi cảm ơn cho người khác đi. Ở Việt Nam cái rồi nó tránh mặt mình. Nhưng mà đối với Campuchia, cho mình gạo giống như là mình nọc vậy anh chị.
Còn ở Việt Nam á, nhiều lúc tôi đêm mà mình kẹo tới á, đứa này hát qua đứa kia hát lại. Nhưng mà tôi qua Campuchia á, một cục kẹo tôi đem một linh hồn trở lại với Chúa. Một cục kẹo tôi đem một đám linh hồn trở lại với Chúa chị em. Họ thấy được kẹo của Chúa Phong rồi là biểu gì nó làm hết trơn. À, cười hứa với thầy rồi á, thầy cô nào đi dẫn con đi hứa rồi nha ha. À, nó mà cười rồi tôi nói chị em mà đi qua nó u mà đến nỗi mà có một đứa bé nó đi theo làm tiền nha, một xưa con không tưởng tượng được cảnh này sao mà nó u đầy hết trơn vậy. Nhưng mà tôi phát hiện được là giữa một cái nắng 42 độ C, giữa một cái bụi bặm vô cùng này, nhưng mà những người trong đoàn ai nấy cũng nở nụ cười. Amen. Lý do tại sao họ có nụ cười? Vì họ đầy Đức Thánh Linh. Amen. Lúc đó họ đầy Đức Thánh Linh là tán dữ lắm á. Chỉ còn từ từ các con. Một chút có nhiều kẹo lắm. Các con đừng có chén lót, từ từ đi. Vậy đâu cho con bệnh, cho con bệnh. Để cho xong thì đã xin cho mình xong rồi, cậu chè tay cho em con anh nhà mình. Cái đồ không được không, phải xét gì những đứa con này đó. Chắc chứ là bà ngoại con mình nữa. Chè là tôi nói chè rằng là nó làm cho mình dễ đổ đóng. Nhưng mà mình bảo sao thật đời người hạ xuống đây. Người đến đây người giải tôi là người tán rồi, cái người không rồi. Người là cái như là bài giải của người đó xong rồi. Nên á, thôi gì không nổi, thôi các con phát đi. Thầy quay được khác thì lo đó. Cái đó là tôi mới bảo tôi qua để phát đạo cho 100 người khác. Cho nên mình thấy chỗ nào mình không có giải quyết được thì thôi giao. Giao cho Tổng thắng, giao chỗ nào lúc đó thảo một số người giải quyết bên kia, chúng tôi đi qua hướng bên này. Và khi chúng tôi qua bên phát gạo bên này, hút bớt một số hàng. Chứ là những người già cũng xe như có trẻ con để sinh mà. Bây giờ nó phát gạo rồi bỏ bên cạnh đồ gạo bây giờ. Nó nhiều niềm vui lắm. Tôi tả xe tôi bụi bặm mắt để đầy hết trơn vậy đó. Mà mặt người nào ấy vẫn tươi cười. Amen. Chúng ta khích lệ đồng chuyên giáo một tràng bỏ tay được không? Amen. Cảm ơn Chúa. Câu số 3 là vì điều chi luật pháp làm không nổi, tại sách thật làm cho luật pháp nó yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Lắp vai người bên cạnh là Đức Chúa Trời đã làm rồi. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta rồi. Nếu Chúa không giúp đỡ, có ai tự trong ta chiến thắng được tội lỗi không? Nếu Chúa không giúp đỡ, có ai tự trong chúng ta được lên thiên đàng không? Nếu không bởi ơn thương xót ân huệ của Chúa, ân điển của Chúa, chúng ta có vào trong nơi chiến thắng của Ngài được không? Điều dường gì luật pháp làm ra không nổi, làm ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Amen. Chúng ta nói người bên cạnh, Đức Chúa Trời đã làm cho bạn rồi. Đã làm cho bạn rồi. Hãy bình an bạn ơi. Amen. Tại vì sao chúng ta biết rằng đây là điều rất là quan trọng? Vì nếu không bởi Chúa, không nhờ sự giúp đỡ từ Chúa, chúng ta làm không nổi một số việc. Tôi nói anh chị em rằng nếu Chúa không giúp đỡ, nào cái vấn đề mà người khác nói đụng chạm tới mình một chút cũng khó ta hứa lên. Có ai trong chúng ta có biết là nào quá mình mời ăn bánh không tao bánh mượn tiền chẳng nghĩa quả lắm chứ đang ngủ tôi nó la lên vậy đủ thứ hết trơn á. Trong hội thánh Salon thì có nhiều người dễ thương lắm. Bố mẹ thì nghe nhạc của Isaac Thái để thờ phượng Chúa, biết cách để thờ phượng Chúa. Còn nó nghe thì nó quen. Nó quen hay là ngủ mà không nghe ca sĩ Isaac Thái là không ngủ được. Phải có Isaac Thái hát nó mới chịu ngủ. Thì vậy người ta hát một cách thờ phượng Chúa, để tôn vinh Chúa, để đưa tâm linh đến gần của Chúa. Nó nói là con ngủ, tâm linh con cũng gần của Chúa. Phúc sao mày có liền ta? Hát, quê yêu Phúc. Nghe ca sĩ Sắc Thái tới ủi đồ nhớ là những thứ gì vậy? Nghe Sắc Thái tới là phải ủi đồ thắng rồi nó đủ thứ đó kìa. Rồi cái từ trước nghe nó là gần thứ giờ rồi, wow, hỏi sao vậy, ca sĩ Sắc Thái gần tới rồi mà mẹ cũng chưa đem đồ mới thấy con nữa. Thì tôi nhìn tôi nói là thôi con cười đến đây con được nghe mặt nghe xấu lắm nữa. Không, gặp nó mình phải gặp đi sắp thế, phải mặt đẹp được như là nghe chứ không mặt như vậy sao được nữa. Nó làm những cái mà mình phải rất là rồi nó cười. Nhưng mà quý vị ơi, hãy hiểu được tấm lòng đơn sơ của những đứa trẻ. Hãy hiểu được tấm lòng đơn sơ của những đứa trẻ. Hãy biết rằng cái yêu mến người nào, nó quý mến người nào, nó muốn gặp một cái người mà yêu mến mà nó còn tôn trọng như đó, chúng ta còn phải có một thái độ tôn trọng khi gặp gỡ đến tụi mình. Amen. Amen. Chúng ta cần có một thái độ tôn trọng.
những cái buổi Chúa thân viết vui lòng đừng có làm cho nó đục nước. Người ta đang được Chúa thân viết tự nhiên cái mà đứa mình ngáp rồi mở cửa đùng một cái rồi đá ghế. Anh chị tôn trọng sự hiện diện của Thánh Linh. Những người mà đang cầu nguyện, chúng ta đang chìm vào trong Chúa, chúng ta nói, chúng ta cũng nói khẽ, đi chúng ta cũng đi nhẹ, chúng ta làm việc gì chúng ta tôn trọng. Amen. Còn nhiều nơi á, salon thì không có, nhưng nhiều nơi á, mục sư giảng ở trên cũng như là giảng trèo ở trên, xẹo ở dưới, ở dưới đó nói chuyện tỉnh về, mình chưa đẹp nghe cái gì đó, bà đi chợ chưa vậy? Nói chuyện đi chợ ăn cái gì là giờ khác, giờ đây là giờ nghe lời Chúa kìa. Ngày đó của Chúa đã thức đêm dậy sớm chuẩn bị bài giảng cho mình. Mà những người đó khác tính linh đó thì họ ngồi họ nghe, họ chăm chú để họ làm theo lời của Chúa, đời sớm họ được phước, vượt qua họ mà đem nguồn phước cho người khác. Còn mấy người xác thịt này cứ chăm xác thịt, cứ ăn cái gì, mà đi chợ chưa, mà bà mua cá chỗ mùa rẻ được. Rồi á, ê, mình nhỏ nó không mài, mài cổ dài, mày chỉ sợ luôn rồi đó. Rồi móng tay tôi làm cho cái tiền này xấu á. Làm sao bà làm móng tay cho tiền nào, bà chỉ tôi làm mất. Cái giờ cầu nguyện của người ta không lo cầu nguyện, mà cứ lo móng tay, móng chân, móng áo, móng quần. Tôi nói chuyện là những người chăm về xác thịt là sinh ra sự bất an và đau khổ. Chúng ta đi câu số 6 nè, chúng ta thấy Kinh Thánh Chúa nói là như thế nào, câu số 6, 2, 3. Vả chăm về xác thịt thì sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sinh ra sự sống và bình an. Hãy chỉ cho tôi người là chăm về xác thịt, cứ tập trung vào xác thịt, sinh ra những điều chết chóc đó. Chết đi cái danh dự, chết đi cái sự tôn trọng, chết đi cái sự niềm vui, nó chết đi những cái giá trị, chết đi cái phẩm chất của mình, nó chết đi nhiều thứ lắm. Chăm về xác thịt là hơn thua giành giật. Tôi nói chuyện là mấy người mà giành chức vụ, giành thứ thế, thà những con người không có chức vụ gì hết mà được đầy về Đức Thánh Linh kết quả cho Chúa, còn hơn là mang nhiều danh nhiều chức mà là tổn thương đến danh của Chúa. Amen. Tôi cầu nguyện sao thánh. Có một số người họ hỏi là gì, cô Hiền, em chuẩn bị đám cưới rồi mà người ta hỏi là giống ở đâu, nó giống ở Thánh Sơ Lôn, hỏi là giống Sơ Lôn bây giờ theo hệ phái gì, bây giờ họ thánh mình là hệ phái gì thì cô Hiền, không bây giờ cô cũng biết hệ phái gì. Anh ở đây không có hệ phái. Amen. Anh ở đây không có hệ phái. Tôi có thể chơi thân với những mục sư si mê, có những ông mục sư rất là thân tôi, nhưng mà tôi có thể chơi thân với những ông mục sư âm tứ. Những mục sư Khanh tôi cũng tiếp xúc được, mục sư Dũng tôi còn tiếp xúc được, thậm chí là mục sư Bùi Quốc Khánh cũng đến đây giảng, mục sư Khanh cũng đến giảng. Chúng ta nên nhớ là hệ phái là do con người đặt ra, còn hậu thánh là do chính Chúa Giêsu Ngài mua được bằng quý của Ngài. Đừng có chơi cái bản hệ phái để rồi sinh ra những nan đề và căng thẳng. Anh Dũng Lưu mới dẫn tôi đi lên một cái nơi xa của nhà chị Trinh, đó là để giảng dạy về Chúa. Thì anh chỉ cho tôi là mục sư nhìn nè, hai hội thánh gần nhau, một hội thánh bên này ghi là hội thánh cái tên đó, tôi không nói là, còn bên này là ghi hội thánh tinh lành nữa. Một bên này người ta vô nhót đầy vô thần Chúa, còn bên kia đưa các bạn hệ phái là không ai dính vô hết. Và anh Dũng Lưu anh bảo thôi mục sư gì khích lệ các anh em đó, cái hệ phái mình là hệ phái gì á, mình theo gì thì mình cứ giảng vậy thôi, nhưng mà tên hội thánh cứ ghi là hội thánh tinh lành đi. Cho nên mình thấy là hội thánh tinh lành Salon là gì á, chúng ta cứ để như vậy cho người ta biết là đây là hội thánh tinh lành. Đừng có đưa cái hệ phái mình lên phía đằng trước gì quá, để rồi ngay cản trở và bức tường. Cho nên anh chị em ơi, hệ phái không làm cho chúng ta lên thiên đàng, nhưng chỉ có huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội chúng ta mới được lên thiên đàng. Hệ phái không thể nào làm cho chúng ta nổi danh, mà chính Đức Thánh Linh đối xử và giúp đỡ cho chúng ta được phước hạnh, anh chị em ạ. Cho nên chăm về xác thịt thì sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sinh ra sự sống và sự bình an. Hãy chỉ cho tôi một người đầy Đức Thánh Linh, tôi sẽ chỉ cho quý vị có người đầy sức sống. Dù hoàn cảnh họ như thế nào. Amen. Quý vị biết những hoàn cảnh, ví dụ như ông Phaolô và ông Sila, ông bị bắt trong tù, lúc đó hoàn cảnh khó khăn không? Khó khăn không? Đi làm việc thiện, giúp đỡ cho người bị quỷ ám, rồi đi giảng tức lành, và bây giờ bị đánh, bị đập, bị cầm chân, hoàn cảnh quá khó khăn đi chứ. Lúc đó bây giờ làm bầm thì đúng hơn, mà càng làm bầm thì như thế nào chị em? Càng mệt mỏi, càng đau nhức và càng đau buồn. Thay vì làm bầm và oán trách,
Phaolô và Sila bắt đầu ngợi khen cảm tạ thờ phượng Chúa. Và khi ông với ông tập trung về Chúa, ông ngợi khen thờ phượng, ông không tập trung vào nam đề để ông oán trách giận hờn làm bầm và đổ lỗi. Khi ông biết rằng càng oán trách giận hờn đổ lỗi thì nam đề nó càng tệ hơn, ông hướng về Chúa, ông không hướng về nam đề, ông cứ thờ phượng Chúa. Trong khi ông làm vừa lòng Chúa thì mọi nan đề xì xích cũng được rớt ra khỏi đời sống của ông. Hỡi tất cả những người đang có mặt ở đây, tôi khích lệ quý vị hãy đầy dạy đức tin và ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi mà trời nóng được ở Việt Nam như vậy, quý vị lầm bầm thì trời có mát hơn không? Quý vị cao nhau thì chính quyền này có giải quyết được cho quý vị không? Nhưng mà tôi khích lệ quý vị là gì? Trong những ngày nóng đó mà quý vị cũng đã tập trung ở đây cầu nguyện 2 ngày. Có được bao nhiêu người tham gia cầu nguyện 2 ngày? Phước hạnh quý vị. Ai nóng, ai được tuệ, ai làm bằng kể 2 ngày vừa định ra Vũng Tàu nó là bị chặt, bị chém rồi gì à. Tắm nước biển mà nước biển nó đến mặn có độ khác thường lắm. Đông người tắm quá, cái nước biển nó mặn khác thường là sao ta? Cái người đi hiểu không? Cái người tự nhiên cái rồi la, bị kẹt xe, rồi bị chặt chém, rồi đủ thứ chuyện hết, đủ thứ nó về. Còn những con người cứ nhờ cậy Chúa, thờ phượng Chúa. 2 ngày qua tôi nghe anh em cứ 5 giờ sáng dậy đi thờ phượng Chúa vậy á, thì tất cả đều những bài làm chứng là 2 ngày cầu nguyện như đồ quá phước hạnh thầy ơi. Hãy đầy dạy đức tin, chăm về đức tin thì sinh ra sự sống và bình an là như vậy. Chúng ta nghĩ câu số 7, chúng ta tập trung câu số 7 nè. 2, 3. Vì chăm về xác thịt thấy nghịch với Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Chúa Trời, lại không phục. Chăm về xác thịt thấy chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Mà chăm về Đức Thánh Linh là thuận với Đức Chúa Trời. Mà hôm qua một sư căn đã nhắc câu cho chúng ta nhớ là thuận thiên thể giả đồ, nghịch thiên thể giả vòng. Thuận với trời thì là sống, mà nghịch với trời là chết. Vậy là chết thôi, chắc chắn là chết thôi. Anh chị em ơi, hậu thánh ai, con người nào thuận với Đức Thánh Linh, con người đó đầy dạy sức sống. Nhân vào con người đầy dạy sức sống. Còn con người mà chống Đức Thánh Linh, đi theo sắc thịt, chiều cho sắc thịt, có vợ rồi mà cứ nhìn cô này cô kia, cứ khen hết cô này đến khen cô nọ, mà chưa bao giờ dám khen vợ mình một câu có vấn đề. Có chồng rồi mà chưa bao giờ nói lời cảm ơn chồng mình, ông chồng mình là giúp cho mình bao nhiêu việc mà chưa bao giờ nói một lời cảm ơn. Ông hàng xóm ông chỉ có dựng chiếc xe cảm ơn có vấn đề, có vấn đề. Cha mẹ đã sinh ra nuôi nắng ăn học dạy dỗ cho tiền cho bạc biết bao nhiêu điều, chưa bao giờ nói lời cảm ơn ba mẹ. Gặp người kia mới giúp cho có một ly nước hay cái gì đó, cảm ơn ríu rít và coi như là muốn coi như tôn thờ người đó, có vấn đề. Cho nên tôi khích lệ anh chị em là gì, hãy biết ơn ba mẹ của mình. Hãy biết ơn tất cả những người đã từng giúp đỡ trên cuộc đời của chúng ta. Một con người đầy dạy Đức Thánh Linh là một con người làm vui lòng Chúa và vui lòng những người mà chúng ta đã chịu ơn. Cho nên chị em ơi, hãy nhờ ơn Chúa mà chúng ta cứ đọc chăm về sách thật tình nghịch với Đức Chúa Trời. Hãy kể cho tôi một người hôn ngang, chỉ cần vẹt xe chút xíu thôi, rút mà cốt này rút cho mà táo rồi. Chết chắc. Rồi cuối cùng là gì? Xác thật, chăm về xác thật là sinh ra sự chết là vậy đó. Còn những cái người mà đầy dạy Đức Thánh Linh là gì? Chạy xe đường phố Sài Gòn hay Hà Nội mà không cò vẹt là chuyện lạ. Chỉ cò vẹt chắc chắn sẽ có. Nhưng mà những người đầy dạy Đức Thánh Linh đó, dù cho quý vị chạy đố mà người ta cò vẹt quý vị, tôi khích lệ quý vị cười đi. Cười đi, để mặt có bị thẹo. Cười đi, tay có bị gãy. Cười đi, xe có bị đố. Cái nụ cười của chúng ta đôi lúc đem đến sự chữa lành. Cái nụ cười và lời xin lỗi chúng ta đôi lúc đem đến sự hòa thuận. Muốn đánh lắm mà nhìn ra mẹ không đánh. Tôi kể cho anh chị nghe. Một ngày kia thì có ông kia là tướng cướp Bùi Trọng Sinh, chúng tôi biết không ha. Và cướp và ông là chồng của cô nương, và gian ác và hung dữ. Nhưng mà rồi bao nhiêu người làm chứng Chúa không chịu tin Chúa. Một ngày kia bị đàn em kia nó dằn cặp đánh cho một tên tôi á, vô bệnh viện nằm.
và trong bệnh viện nằm tê tu như vậy đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Tiếp nhận Chúa Giêsu và hai vợ chồng từ bỏ những cái nghề xấu của mình và trở lại thờ phượng Chúa. Ông học thời gian ông được đi hầu Chúa. Ông học về Chúa thì sau đó một thời gian trong thời kỳ năm ông có chiếc số 7, ông chạy đến ngõ tư Võ Thị Sáu dưới lại cái chỗ hai đầu chân ông đang đi giảng. Và ngay lúc đó là đèn vàng và ông giảng ra và ngay đèn đỏ ông dừng lại. Ông vừa dừng lại cái thằng xe đạp anh Sáu chạy tao sẽ đến đúng. Nó chửi bài đặt không có ai dừng đèn đỏ đâu. Tưởng ông đâu thế. Bảo mình tôi cướp mà. Ông xăng tay áo ra. Ông này Chúa ơi ra khỏi con 5 phút. Chúa ơi ra khỏi con 5 phút. Ông kêu thằng này á, nhóc con này mà tao mà không có Chúa là như là mày bị thành gỏi rồi nha con. Chú ngâm mày đang tức như vậy nhớ là mình đang đi giảng. Rồi bắt đầu ông lên xe ông đang đi tiếp. Đi một tiên tập thần tinh, nhớ cái mặt thằng đó. Cái mặt thằng nó đứng xấu là tình yêu của ông ấy. Đánh mặt thấy ông ấy. Cái rồi ông ráng nhìn rồi tức ức. Tuyền nhỏ chửi tức lắm, cái lên nó cầu nguyện giảng. Ông ngồi sang giảng tứ giờ, cái người ta nói xin mời thì tới của Chúa lên ban phát lời của Chúa mà không có truyền giảng. Ông đứng lên ông mở mắt thấy nó không dưới. Mà đó là thân hữu gì nhất. Buổi truyền giảng của mình nó thật khổ. Nếu mà lúc đó mà quốc cho nó một bẩm rồi á. Ông kể chuyện mà chúng tôi vừa cười mà khóc cho ông luôn á. Ông kể Chúa ơi lòng nhân từ của Ngài lớn quá. Lớn quá. Cho nên kẻ sống của Satan sinh ra sự chết. Còn kẻ sống của Satan thì sinh ra sự sống của mình ra là như vậy. Sau khi ông giảng sau kêu gọi, nó lại bò lên tới Chúa. Mấy người khác hỏi là tại sao mà tiếp nhận Chúa? Nó nói là thật sự ông đánh giảng tôi không hiểu gì hết. Dạ tôi không hiểu gì hết, tại sao tin Chúa? Tại vì hồi sáng tôi chửi ông không chửi lại tôi. Tôi tin Chúa là tại vì tôi chửi ông mà ông chửi lại tôi. Mà tôi tin Chúa chứ không phải là ông giảng. Cho nên đời sống của chúng ta đôi lúc giảng không hay giống nhau không? Nhưng mà qua cách của chúng ta có thể làm cho người khác có thể ngồi chắc phòng ngủ. Chúng ta cầu nguyện cho giáo sinh năm này mời ca sĩ Sát Thái tới. Mỗi năm giáo sinh thì học thánh tập trung lại khoảng 300 người đấy nghe ca sĩ, 300 người đó. Và các em đã thờ Chúa rất là tốt. Nhưng mà năm nay là tươi mới hơn nữa. Coi Sát Thái tới nữa tôi phải là tốt hơn nữa. Cho nên chúng ta biết rằng đôi lúc chúng ta dạng không hay, đời sống chúng ta có thể thiếu nhiều thứ, nhưng mà chúng ta bước đi trong sự đầu phục Đức Thánh Linh sẽ làm cho nhiều người khác thương mình bằng tình thương của Chúa. Amen. Chúng ta đọc câu số 8. Gần hết rồi. Chúng ta đọc câu số 8. 2 và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể để lòng Đức Chúa Trời. Đúng không chị? Sống theo xác thịt thì để lòng Đức Chúa Trời đó không? Không thể. Và Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 18 chúng nó là phải đừng có say rượu nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Đừng say rượu về rượu xuống chó lung tù nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Rượu làm cho người ta luôn tồn rồi bị thổi, bị phạt, rồi bị cướp bạc lái, rồi kia nó tùm lum hết. Gần đây quý vị biết rằng trong mấy ngày lễ coi như là gần 500 người bị cướp bạc lái đó anh chị em. Biết bao nhiêu người bị cướp bạc lái, rồi phạt tiền đủ thứ, sai xỉn rồi gây tai nạn giao thông. Nhưng chúng ta là những con người kính sợ Chúa, chúng ta không say trong rượu nhưng hãy say trong Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy những người hát thờ phượng Chúa mà say trong Đức Thánh Linh á, quên cả giờ giấc, quên cả gì á. Một lần kia thì tôi được đi qua bên Hàn Quốc và đi vô trong núi cầu nguyện. Vô trong núi cầu nguyện như vậy thì nó là mỗi người vô trong đó cũng gần hết giờ rồi, cho nên mỗi người chỉ vô cầu nguyện được một tiếng đồng hồ thôi. Bắt đầu vô xong cái phòng, mỗi người một phòng nhấu xong đó là tôi nguyện. Tôi vô trong đó rồi là tôi say sưa trong sự cầu nguyện, tôi thờ phượng Chúa. Sao người ta bỏ cửa tôi nó mới chút xíu mà người ta nó hơn tiếng đồng hồ rồi đâu. Khi mà mình ở trong sự hiện diện của Chúa, một tiếng đồng hồ mình tưởng chừng 10 năm 10 phút. Còn khi mà mình không ở trong sự hiện diện của Chúa đầy dẫy tới linh á, ở trong xác thịt á, 15 phút mà mình tưởng chừng mấy tiếng đồng hồ rồi. Đúng không anh chị em? Đúng. Có những buổi nhốt nhốt tới 11 giờ kém rồi mà vẫn tưởng mà mới nhốt. Còn mà có những cái buổi nhốt bây giờ mới nhốt mà ta tưởng sao mà khuya có vậy, trưa có vậy. Cho nên anh chị em hãy nhờ kẻ Đức Chúa mà đầy dẫy tới linh. Amen.
đừng say rượu và rủi số chó, luôn tù nhưng phải đầy nhiệt tình. Mà người đầy nhiệt tình này chắc chắn sẽ kết quả cho Chúa. Cho nên sau đó Phi-e-rơ đã đầy nhiệt tình, ông không còn sợ hãi, ông không còn về đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu, ông không còn giành giật, không còn quan trọng địa vị nữa, mà họ quan trọng là làm theo đại mệnh lệnh của Chúa để cứu nhiều linh hồn trở về cho Chúa. Và sau khi ông thờ phượng Chúa đủ, ông cầu nguyện Chúa đủ, Đức Thánh Linh đầy dạy cái tâm á, thì cái bóng ông đi ngang qua mấy người bị tật nguyền, mấy người bị quỷ ám cũng được chữa lành. Một người sống đầy dạy Đức Thánh Linh á, đi đến đâu đây sự chữa lành đến đó. Còn một người sống đầy dạy sắc thật là đi đến đâu gây ra đủ tới đó. Quý vị có tin không? Những con người bị đầy dạy sắc thật là đi đến đâu chia rẽ đến đó, hạn chế tiếp xúc những con người như vậy. Còn những con người đầy dạy Đức Thánh Linh á, họ đi đến đâu làm niềm vui bình an phước hạnh đó, chúng ta không tới người ta cũng mừng chúng ta đến được kìa. Cho nên chúng ta hãy khao khát, Chúa ơi cho con được đầy dạy trong Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng đứng lên và chúng ta nói, Chúa ơi cho con được đầy dạy trong Đức Thánh Linh. Chúa ơi hãy cho con được đầy dạy trong Đức Thánh Linh. Ngay trong giờ này nói, Chúa ơi hãy cho con được đầy dạy Đức Thánh Linh. Ban nhạc chúng ta sẽ lớn và cầu nguyện Chúa những bài nói về Đức Thánh Linh. Hallelujah. Hãy khao khát được đầy dạy Đức Thánh Linh. Hallelujah. Hallelujah trong danh Giêsu. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah trong danh Giêsu. Hallelujah trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi cảm ơn Ngài. Chỉ có một Đức Thánh Linh đã luôn đầy dạy năng quyền. Chỉ có một Đức Thánh Linh hai là người cha lòng cho Chúa ông đã khát khao. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.